Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Ngày hôm nay đó là CC đi shopping nhưng mà về sớm một chút ha, để phải đi lên trên con gái. CC bữa nay đi vội vàng lắm, cho nên là cũng có tin vui, vui lắm. Đây, lại tiếp tục mua được một cái bộ này nữa. Hôm bữa CC mua được một Tommy Hilfiger màu trắng trắng gì đó, nhưng mà có một bạn nào mua rồi. Thì bây giờ CC lại đi tìm được một bộ giống y hệt như vậy luôn. Nhưng mà cái này là hiệu Polo. Đây, rất là dễ thương luôn. Rất là dễ thương luôn đó các bạn. Thì giá cả cái bộ này bao nhiêu á, thật sự nó ghi ở trong receipt. Bây giờ CC không có thời gian để coi. Các bạn nào muốn mua cái bộ này á, thì liên hệ với anh Sa 0982571934 ha. Có một cái bóp này và có thêm một cái bóp nhỏ nữa. Đó, thì các bạn muốn đựng gì thì các bạn đựng ha. Này thì được hai cái như vậy. Cái bóp này nè, nó cũng rộng lắm, ở bên trong nó rộng lắm. Nhưng mà nó còn cái gân thi ra đây không có mở ra được, cho nên CC không có mở ra ha. Để giày đi cho nó còn zin nè. Các bạn nào thích thì lấy cái bộ này, rất là đẹp luôn, rẻ lắm, cũng không nhớ nhiêu tiền nữa. Phải nhờ chị của CC thì làm xong hết rồi gửi cái số tiền đó qua cho anh Sa thì anh Sa mới biết được giá. CC chỉ là người đi mua, sale mới mua, không sale không mua. Có một bộ duy nhất, một bộ thôi. CC để lại cho bạn nào thích, là tại vì bây giờ mùa đông rồi, lạnh rồi, CC không có đi du lịch, cho nên CC chưa có cần. Khi nào CC đi, CC mới cần mua. Cho nên là bạn nào thích bộ này, hãy liên lạc với em Sa đi, đẹp lắm. Bạn sang trọng lắm. Thường thì nó hơi có ánh ánh vàng vàng nhũ nhũ là chúng ta biết đẹp rồi đó, sang trọng rồi đó. Thì đây, hai cái luôn ha. Muốn xách cái này thì xách, muốn xách cái này thì xách. Rất đẹp. Kiểu này chỉ còn có một cái duy nhất.